nó hỏi hai cái cặp phân số này có bằng nhau không, đúng không? Thì làm gì, lý thuyết là gì? A phần B mà có bằng C phần D hay không thì lấy thằng này, thằng tử nhân thằng gì, thằng mẫu, để A nhân lấy thằng tử nhân thằng mẫu. Nếu hai thằng này bằng nhau thì hai cái phân số này nó bằng nhau, bắt đầu đi, tử nhân mẫu trừ 12. Tiếp bằng. Ai biết bằng? Sao? Làm sao biết bằng rồi? 6 nhân 6 nhân âm 16. Này ra nhiêu? 2. Ra nhiêu? 4. Nhiêu? Cái thằng này 12 nhân 8 ra 90. Sao? Hai dấu trừ ra dấu gì? Tương tự này ra nhiêu? 26 bằng. Bằng 96. 96 với 96 như thế nào? Bằng nhau. Bằng nhau nên suy ra hai này bằng nhau.